Tài lộc của con người thực sự đến từ đâu? Chúng ta cùng nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một thương nhân tên là Mã Hữu Tài. Người khác kinh doanh đều lời lãi đầy đủ, còn anh thì làm ăn gì cũng lỗ. Sau đó có người nói với Mã Hữu Tài rằng, hãy vận chuyển lụa từ Hàng Châu đến Hồ Bắc, sau đó vận chuyển đá xanh từ Hồ Bắc về lại Hàng Châu, thì sẽ kiếm được một khoản lớn. Mã Hữu Tài nghe xong suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể kiếm lời, nên anh đã cầm cố tài sản để mua đầy một thuyền lụa, rồi theo sông Trường Giang vận chuyển đến Vũ Hán. Nhưng gần đến Vũ Hán thì thuyền bị mắc cạn và chìm. Mã Hữu Tài ôm hai cuộn lụa lên bờ, đau khổ khóc lóc. Lúc này, một vị hòa thượng đi ngang qua và hỏi, Bằng hữu, tại sao lại khóc thương tâm như vậy? Mã Hữu Tài trả lời, Thưa thầy, tại sao con luôn gặp xui xẻo như vậy? Hòa thượng mỉm cười nói, Nếu ông trời cho con phát tài, con sẽ làm gì? Mã Hữu Tài hứng khởi nói, Tất nhiên là mua nhà, mua đất, cưới vợ, nạp thiếp, sống hưởng thụ. Hòa thượng cười nói, Tâm con ích kỷ và ông trời ghét nhất những người như con. Nếu con có tiền, không chỉ tự hại mình mà còn làm hại người khác. Mã Hữu Tài chưa từng nghe những lời này, lòng dường như hiểu ra điều gì đó, liền nói, Xin thầy chỉ dạy. Hòa thượng thấy Mã Hữu Tài đã ngộ ra, liền nói, Ta tặng con vài câu, ban ngày vạn vật đều có linh, gặp quý nhân không phải là người, lòng không ích kỷ vì người khác, tài như sóng biển không cạn. Nói xong, hòa thượng quay đi. Sau đó Mã Hữu Tài đến cửa hàng vải, đổi hai cuộn lụa còn lại, lấy 100 lượng bạc. Nhưng vừa ra cửa, anh nghe thấy tiếng chó sủa từ phía đối diện. Tò mò, anh chen qua đám đông và thấy trước cửa hàng thịt chó có một con chó đen bị thương, đang quỳ gối trước người đồ tể, như cầu xin đừng nó. Cảnh tượng này làm Mã Hữu Tài nhớ đến lời hòa thượng nói về vạn vật có linh, nên anh lấy 5 lượng bạc mua con chó đen. Sau đó anh dẫn con chó đen đến chợ để mua một số hàng hóa về nhà. Lúc này anh nghe thấy tiếng bò kêu từ xa, đi tới anh thấy hai người đàn ông khỏe mạnh đang giữ chặt một con bò già. Mã Hữu Tài hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chủ nhân trả lời, con bò này đã giúp gia đình tôi cày ruộng suốt đời, nhưng nhà có người bệnh, không có tiền chữa nên phải bán. Mã Hữu Tài nghe vậy suy nghĩ một lúc, rồi quyết định bỏ ra 50 lượng bạc mua con bò. Sau đó anh chỉ còn lại hơn 40 lượng bạc, nên chỉ mua được một xe bông và đi đến bến tàu. Nhưng khi đến bến, con bò già nhất định không lên thuyền, và con chó đen cũng cắn chặt ống quần anh không buông. Không còn cách nào, Mã Hữu Tài đành phải đổi đường đi bộ. Trên đường anh kết bạn với nhiều người, và từ một người bạn, anh biết rằng hôm đó trên sông có bão, tất cả tàu buôn đều chìm. Nghe xong, Mã Hữu Tài toát mồ hôi, chợt nhớ đến lời hòa thượng nói rằng, bò và chó là quý nhân của mình. Hai ngày sau, Mã Hữu Tài đến một ngôi chùa đổ nát xin tá túc. Ngoài anh ra, trong chùa còn có một thương nhân khác. Vì đói bụng, thương nhân định ăn con gà trống lớn mang về nhà. Nhưng lúc đó, con chó đen của Mã Hữu Tài lao tới ngăn cản không cho gà. Mã Hữu Tài thấy vậy vừa buồn cười vừa bất lực, nên dùng đồng hồ đeo tay để đổi lấy con gà trống. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh thấy xung quanh đầy xác bọ cạp và con gà trống đang canh giữ bên cạnh. Trong khi đó, thương nhân trong chùa bị côn trùng độc cắn chết. Mã Hữu Tài báo quan rồi tiếp tục lên đường. Đi đến một con sông, anh thấy một người học trò đang tranh cãi với người lái đò. Hỏi ra mới biết mẹ của người học trò bị bệnh truyền nhiễm, cần qua sông để chữa bệnh. Nhưng người lái đò sợ bị lây nên không cho lên thuyền. Mã Hữu Tài nói, để con bò của tôi cõng mẹ con qua sông. Nói xong anh dắt con bò lại. Con bò như hiểu ý, cõng hai mẹ con qua sông. Nhưng khi bò quay lại, dường như đạp phải cái gì đó, đứng yên không đi. Mã Hữu Tài nghĩ rằng chân bò bị mắc vào cỏ, liền xuống sông kiểm tra, thì phát hiện dưới chân bò là một khối vàng lớn. Điều này làm Mã Hữu Tài kiếm được một khoản tiền lớn bất ngờ. Vài ngày sau, Mã Hữu Tài về đến Hàng Châu, nhưng nghe được tiếng cười nhạo từ đồng nghiệp. Họ nói, thời tiết đã nóng thế này, bông của anh chẳng có giá trị gì, trừ khi ông trời giúp anh và tuyết rơi. Mã Hữu Tài nói, ông trời có thể vui mà làm tuyết rơi, thật kỳ lạ. Sáng hôm sau, Hàng Châu thực sự có tuyết, nhiệt độ giảm mạnh và áo bông thiếu thốn trong thành phố. Bông của Mã Hữu Tài trở thành bảo vật giúp anh kiếm lời gấp hàng chục lần. Vài năm sau, Mã Hữu Tài chuyển sang kinh doanh lương thực và giúp đỡ nhiều người nghèo ở nhiều nơi. Càng làm việc thiện, tiền của anh càng nhiều không hết. Thật đúng như lời hòa thượng nói, lòng không ích kỷ vì người khác, tài như sóng biển không cạn.